Chúa chúng ta xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta. Xin cho chúng con noi gương Thánh Gia, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, để ngày mai này chúng con sum họp cùng Thánh Gia trên nước thiên đàng. Thiên Chúa chúng ta xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta. Vâng theo ý Cha, Giêsu vâng phục trở về sống tại miền Nazareth. Giêsu lớn khôn biết bao ân sủng mà Chúa Cha ban phúc cho người. Sống này một niềm ước mơ chúng con nương nhờ tình Chúa yêu vô bên vô bờ. Thiên Chúa chúng ta xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta.